đàn ông đẹp trai, chất lượng tinh trùng không tốt. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người đàn ông có vẻ ngoài bắt mắt thường có chất lượng tinh dịch kém hơn những người khác. Khảo sát được công bố trên tờ Journal of Evolutionary Biology. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học Tây Ban Nha, Australia và Colombia đã phân tích nhân trắc học nét mặt của 50 nam sinh viên đang theo học tại trường Đại học Valencia, Tây Ban Nha. Những dấu chỉ đặc trưng nam tính được chú ý ghi nhận như số đo về mắt, mũi, chiều rộng xương hàm và những đặc điểm tạo nên sự thu hút khác. Nhóm nghiên cứu cũng tham khảo ý kiến phụ nữ để xác định sự lôi cuốn trong nét mặt của những người đàn ông này. Sau đó, các nhà khoa học khảo sát về khả năng di chuyển, hình dạng và mật độ tinh trùng trong tinh dịch. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, những người đàn ông có vẻ ngoài bắt mắt thường có chất lượng tinh dịch kém hơn những người khác. Đồng tác giả nghiên cứu, TSUKK Kalainen nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi nêu mối liên quan này. Chúng tôi cần có thêm nghiên cứu để xác định nguyên nhân của cơ chế phía sau phát hiện đó. Nhóm tác giả không giải thích mối liên quan giữa nét đẹp đàn ông với chất lượng tinh dịch, nhưng những nghiên cứu trước đó cho thấy mức độ testosterone cao trong cơ thể vốn góp phần tạo nên nét đặc trưng nam tính ở ngoại hình, có thể làm biến đổi sự sản sinh tinh trùng. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.